học giáo dục công dân ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích, mổ xẻ, giải phẫu một hiện tượng đã làm đau đớn biết bao nhiêu trái tim của học trò và cả phụ huynh. Đó chính là chủ đề tình yêu của học trò. Chuyện vui. Chuyện gì vậy? Biết anh gặp ai không? Ai? Ai? Bánh mì đầu hẻm. Chắc vui. Ủa vui mà. Thầy cho bài tập quá trời, làm chưa? Chưa. Làm bài chưa? Chưa luôn. Đi ra học làm gì vậy? Cho vui. Chắc vui. Trời ơi, chuyện nó có gì đâu bà ơi. Khóc hoài. Ê, Thanh Trang nè. Sao khóc má? Nãy con cha kia là đụng mẹ, xin lỗi, tôi bỏ đi luôn. Nào nó đi tôi xử cho. Tôi tin sẽ thương đang yêu thương anh là tôi sẽ đi. Xin tươi hát ca đắp xanh hoa là tôi sẽ đi. Xoay, em mong em mơ, em đùa em vui, em yêu thiệt tha. Quay. Đứa nào đụng bạn bà mà không xin lỗi? Đâu? Ai? Dịu dàng cho anh ngắm nhìn hồn anh say. Em xin hồn nhiên đi trong niềm vui say sưa đều cha cha cha. Làm cho tim anh dùng dây say mê cùng đi theo em đều cha cha cha. Hãy nhắc đến tình yêu của học trò là phụ huynh lại thở dài thường thường bởi vì lo sợ các em đem ba lô ngược. Nhà trường, thầy cô lại thở dài ngao ngán bởi vì khi nhìn vào trong điểm số sau mỗi lần yêu nó lại tụt giảm thê thảm. Xã hội thì lại bức bối khi phát hiện ra nhiều cặp áo trắng yêu nhau trong góc tối. Đúng, đó chính là những góc tối, những mặt xấu của tình yêu của học trò. Nhưng đó chỉ là một mặt của vấn đề. Nếu nhìn vào mặt khác, chúng ta sẽ thấy rằng tình yêu của học trò vẫn còn rất nhiều những mảng hồng tươi sáng. Đó là gì? Khi biết yêu, một anh chàng lôi thôi lết thết bắt đầu biết tuốt vẻ bề ngoài. Một cô gái nữ bà la sát bắt đầu rè rũ cái tính ăn to nói lớn. Đó chính là chúng ta bắt đầu biết chỉnh chu hơn, bắt đầu biết nữ tính. Tốt.
Đi đâu đây? Dạ em đi học thầy. Đi học mặc đồ vậy hả? Hả? Dạ. Lần thứ mấy đi trễ rồi Tú? Dạ. Không nói nhiều. Dạ. Về lớp làm bài kiểm điểm. Lên phòng giám thị gặp tôi. Dạ. Liền ngay vào lập tức. Dạ em đi. Tôi vui tươi hôn nhiên bên một tương lai tươi sáng. Kia gió mang niềm vui đến hôn lên bờ môi ngực xinh thắm ngát. Tình nhớ mai nụ cười xinh vui tươi tháng ngày. Muôn mây trong xanh là mây đùa bay trắng. Ngọt ngào là môi xinh mang nụ cười gần bên nhau. Tiếng hát xe máy bên ta cùng ngân nga bao giai điệu đẹp. Tay trong tay đón chào ngày mới. Đẹp quá ha. Tức là hot girl nổi loạn cái trường này. Đi học mà tôn sao hoa đậm đó. Nếu thỏ ha. Sơn đỏ ha. Lên làm bài kiểm điểm ha. Giải tán ha. Tú. Dạ thầy. Nay đâu gọn gàng dữ ta. Dạ em đi học thầy. Đi học hả? Dạ. Gọn gàng ha. Tóc vú keo ha. Làm bạn kiếm điểm ha. Em có làm gì không thầy? Không nói nhiều. Lên phòng giám thị gặp tôi. Liền ngay và lập tức. Dạ. Nếu đời người như một con đường thì cấp 2 chỉ mới dừng ở đoạn đường tình bạn. Và của cấp 3 chúng ta bắt đầu dấn sâu hơn vào trong cái sự phát triển tâm hồn. Đó chính là con đường tình yêu. Lúc đó chúng ta bắt đầu có những rung cảm mà trước giờ chưa bao giờ có. Chúng ta bắt đầu biết chú ý đến đối phương. Ánh mắt ấy có nghĩa là gì? Nụ cười ấy có nghĩa là làm sao? Cái khoanh tay đó có phải là khó gần hay không? Hay cái cánh môi ấy có nghĩa là đang giận dỗi? Người ta bắt đầu biết tinh tế hơn. Và lần đầu tiên trong đời mình biết bắt đầu nhắc nhở nhau. Nhớ ánh sáng coi chừng đối bụng nha. Trưa nhớ mặc áo khoác coi chừng mình bị cảm nắng. Tối nhớ đi về sớm coi chừng nguy hiểm có biết chưa? Chúng ta bắt đầu biết quan tâm đến nhau. Qua lớp tôi hoài chứ đó đời nào qua lớp tôi có đâu qua gặp ông đó. Giờ có thích nó không nói đi, sao chỉ với cách cưa đó chỉ hả? Cái mặt gì vậy mà nó không có. Từ từ theo tôi nghĩ á, nếu mà quen nhau á mà muốn cưa đổ á thì cách đầu tiên á là phải kiếm được hai người một không khí thật là lãng mạn. Ai không? Tú tên Minh. Mình tên Tú. Mình tên Tú. Thân ơi. Hân cho tôi xin lỗi chiều hôm bữa nha. Tôi không cố tình làm như vậy đâu. Không sao đâu, nó cũng đáng bị vậy mà. Không có gì. Ý Hân nói là chuyện nó không có đáng. Vậy mình làm bạn với nhau nha.
Khi biết yêu, em không dám lên lớp trễ, chỉ sợ anh chê em con bé hay ít đồ. Khi yêu, anh muốn mình ghi điểm trong mắt của đối phương. Bởi vậy cho nên mình sẽ tập rèn dũ cái thằng to nói lớn mà ba mẹ em ra rã mắng. Con trai bắt đầu bỏ tập cái tính lôi thôi lớn hết hoặc là đi học trễ hàng ngày của mình để dậy sớm trở người hãy đi học. Và khi chúng ta biết yêu, chúng ta luôn có một hình ảnh đẹp trọn vẹn trong mắt của đối phương. Vì vậy, chúng ta sẽ tập rèn dũ bạn của mình, cố gắng học giỏi hơn của người ta, cố gắng sống tốt hơn để người ta yêu. Điệu hơn, nó nữ tính hơn đó bà. Bởi vì con gái khi yêu có khác. Ủa, có hả? Tôi nào vậy bà? Nói nãy giờ rồi. Ờ, thì tôi nói chắc này là bà thấy bà dịu dàng hơn. Dễ thương hơn. Điệu hơn. Quá. Và cái nhất thời với trái lửa, đó cũng là những kỷ niệm đẹp trong những thời áo tránh. Nhớ lần đầu tiên cái nắm tay cụ già, cô bé còn nhỏ trong bàn. Lần đầu tiên mình hẹn nhau cũng gốc nghe. Lần đầu tiên bị thầy cô nhắc nhở, bị thầy nước trò khi trong lớp mình đã cứ từng tiếp bộ thầm trong trường thương. Nhưng lần chúng ta đèo nhau đến chiếc xe đạp ấy, và anh đã dần thầm em và em đã dần thầm anh. Và thật ra đó chính là những kỷ niệm đẹp chúng ta để vào trong chiến lược tiến quá khứ để chúng ta luôn giữ tâm của mình. Các bạn không có tình yêu của học trò nào thì xấu, bản chất tình yêu của học trò không xấu, mà xấu hay không là cách chúng ta yêu. Sáng tuyệt vời lúc nắng khi mưa rơi, thấy con nít tôi ham chơi. Khi sớm mai tới sang một ngày mới, tôi lại mong thấy hình bóng cô bé ấy. Nhưng em cứ vậy ngây thơ thấy đấy, đâu biết tôi yêu em rồi đấy. Nó nói là nó thích em đó. Học sinh gì mà không lo học, lo yêu đương nhanh nhất. Ủa, định làm loạn cái trường này lên hả? Thôi mà thầy, nó quen nhau đâu có làm gì đâu thầy. Tôi là tôi không có trách nhiệm xử vụ này ở đây. Bây giờ tôi phải cần có một người mà chẳng hạn như là thầy Hiếu. Thầy, thầy vô đây sẽ coi nè. Trời ơi, coi đó, lớp này đó. Không có học, có yêu đương không à. To gan quá, tuổi học trò mà dám yêu nhau. Thầy biết không? Sao rồi? Hưu tới tuổi á, thì nó phải chạy. Người lớn tới tuổi á, thì người ta yêu. Quyền gì đâu mình cấm. Hồi đó tôi cũng vậy mà. Ủa là sao thầy? Là thầy phe thì phe nào tốt, phe nào tự nhiên tôi về thôi. Chắc vui. Hai đứa cố gắng giúp đỡ nhà học tốt, thầy ủng hộ hai đứa. Cảm ơn. Mấy cô mấy cậu về làm bản kiểm điểm, ngày mai nộp cho tôi liền nghe và lập tức. Tình yêu tôi học trò đẹp như ánh sao trên trời, tôi trong sáng dạy khờ, tôi biết yêu biết hơn, tôi con nít. Không có được rồi, chuyển lại. Ê, bán không? Cái gì vậy? Không, con đi bên đây nè. Bán không? À, xin lỗi, có hai em bé nó đi vô rồi, làm lại. Bán chán nè. Trời ơi, con quỷ, nó kêu mấy anh lên đi chứ. Bán chán nè. Ra lại. Trời ơi, là trời. Mẹ nó nhớ không? Vô duyên, tao không biết gặp ai không? Quỷ này quên lời thoại hoài. Biết từ gặp này gặp ai không? Có chuyện vui chứ quỷ. Vui. Quỷ không. Đánh nó liền, đánh nó liền. Anh công giữ được không à? Không phải tên chồng em không? Chồng em thôi. Còn nãy giờ chồng mày làm tan hết nửa mình bắt ốc mình đâu các bạn. Đang diễn con nhỏ này. Làm lại. Làm lại diễn. Đi lại diễn.
nhìn Tú nè, đơn con quỷ kia gì vậy không? Đứa nào đụng bạn bà con xin lỗi. Trời ơi, sớm như sợ lùi lắm. Đâu? Chân chưa cầm. Vì sao một tình yêu kết quả học tập trong quyển sách vở? Bình tĩnh nha. Bây giờ tốt, bây giờ tốt. Tiếp tục giảm thê thảm. Cái đoạn đó được rồi đó. Hai phụ huynh đến một bài và bắt đầu. Tập biết học giỏi hơn. Và chúng ta sẽ cố gắng học hành sao cho tốt hơn để được người ta ngưỡng mộ. Và chúng ta sẽ cố gắng học hành tốt hơn để được người ta ngưỡng mộ. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Đúng nhảy quên đất gì. Đứng gần đầu đi. Gì hả? Lùi lại. Làm lại. Không, cái này con bị gượng á hơn. Bị... Đâu Quân, nhìn vô máy. Diễn. Đẹp quá ha. Nó thỏ ha. Toàn đỏ ha. Lên làm bản kiểm điểm ha. Quay lại đi, Thịnh nó đang ha xong. Mình xanh túi. Trở lại, nói chuyện lớn lên chút xíu nha. Mình làm bạn nha. Bây giờ đi. Giờ sao không? Đứng sai vị trí rồi, đứng bên đây nè. Đúng rồi mà. Về lớp với bạn kiếm tiền. Sao hỏi, ủa sao vậy em bị cái gì? Mới hỏi câu đó chứ. Ủa luôn. Về lớp với bạn kiếm điểm cho tôi. Ủa sao vậy thầy? Không biết. Thôi quên lộ. Tự nhiên không biết. Thầy. Ai biểu đi học viện quá anh chi? Ủa? Dạ. Đây là phòng giám thị cho tôi nha. Dạ. Thôi thầy. Đây cho tôi học viện. Đẩy lỗ, đẩy lỗ, đẩy bên đây thôi. Đẩy cho hẻo trơn rồi. Làm lại. Diễn, diễn. Có cái trình độ thầy hiếu rồi chứ ba đứa đang nhìn anh đó. Ủa sao nhìn đỡ chơi vậy đỡ này đủ ta đỡ chơi vậy nhìn máy không ạ đỡ chơi vậy nhìn máy không ạ qua đi đủ quá chứ không sạch chứ không đâu. Không có cần giải quyết của bộ môn ở đây. Không có gì.